Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách định vị vị trí giữa hai điện thoại bằng ứng dụng Google Maps. Cách này hỗ trợ trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Ví dụ bây giờ mình có hai điện thoại, một điện thoại iPhone 6 và một điện thoại iPhone 6 Plus. Bây giờ mình sẽ thiết lập cài đặt để hai chiếc điện thoại này có thể là chia sẻ vị trí với nhau. Thì mình làm như sau. Đầu tiên, trên chiếc điện thoại iPhone 6, mình vào Google Maps. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào biểu tượng Google này, bên góc phải nè. Chọn đến có mục là chia sẻ vị trí. Tiếp tục chọn đến lượt chia sẻ mới. Và các bạn có thể là chọn mốc thời gian chia sẻ ở đây. Chọn vào này. Và mình chọn đến dấu cộng, dấu trừ để chọn mốc thời gian. Thấp nhất là 15 phút. Tối đa là 3 ngày. Hai các bạn có thể là chọn có một là cho tới khi bạn tắt tính năng này. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn mốc thời gian chia sẻ là 15 phút, nghĩa là người mình được chia sẻ sẽ thấy vị trí của mình, thấy được vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6 này trong vòng 15 phút. Sau 15 phút sẽ không còn thấy vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6 nữa. Tiếp theo các bạn có thể là chọn người chia sẻ vị trí trong một danh bạ này. Hai là các bạn có thể là chia sẻ bạn bè trên các mạng xã hội, tích chọn vào cái mục là tùy chọn khác này. Có thể là chia sẻ bạn bè trên mạng xã hội. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn chia sẻ bạn bè Messenger. Vào người được chia sẻ là bằng cảm này, tích chọn. Tiếp theo mình sẽ gửi. Như vậy là mình đã chia sẻ vị trí của mình với người bằng cảm qua ứng dụng Messenger. Bây giờ mình sẽ vào Messenger trên chiếc điện thoại iPhone 6 Plus này. Đây, người bạn Thái Bình vừa gửi qua này. Tiếp tục mình sẽ tích chọn vào trong web này. Bấm mở Open. Ngay lúc này, chiếc điện thoại iPhone 6 Plus đã thấy được vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6. Biểu tượng vị trí là bấu khăn này. Và các bạn muốn chiếc điện thoại iPhone 6 Plus này chia sẻ vị trí với chiếc điện thoại iPhone 6 thì các bạn tích chọn vào chia sẻ thông tin vị trí với bấu khăn trương này. Và mình không chọn mốc thời gian chia sẻ ở đây, thì theo các bạn chọn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn mốc thời gian là cho tới khi bạn tắt tính năng này. Tức là sẽ chia sẻ vị trí mãi mãi cho đến khi mình test cái tính năng là chia sẻ vị trí này trên chiếc điện thoại iPhone 6 Plus. Khi chọn mất thời gian này thì chiếc điện thoại iPhone 6 sẽ thấy vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus mãi mãi cho đến khi chiếc điện thoại iPhone 6 Plus này test tính năng chia sẻ vị trí. Chọn đến mục chia sẻ. Lập tức chiếc điện thoại iPhone 6 cũng thấy được vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus, biểu tượng vị trí này. Cách chia sẻ vị trí như thế này rất là chính xác vì nó chia sẻ vị trí theo thời gian thực. Khi mình di chuyển thì cái biểu tượng định vị này nó cũng di chuyển theo, giống như cách chỉ đường bằng giọng nói trong bản đồ điều hướng. Tất chọn. Bây giờ chiếc điện thoại iPhone 6 này muốn biết đường đi đến vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus thì mình chỉ cần tích chọn vào chỉ đường đi này. Thì ngay lập tức nó sẽ chỉ đường đi đến vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus như thế này, rất là chính xác. Hay các bạn bây giờ muốn chiếc điện thoại iPhone 6 không còn thấy vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus nữa thì bằng chiếc điện thoại iPhone 6 Plus các bạn chỉ cần tích chọn vào dừng chia sẻ vị trí. Đấm dừng. Thì ngay lập tức bên chiếc điện thoại iPhone 6 không còn hiển thị vị trí của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus nữa. Cách định vị vị trí giữa hai điện thoại như thế này rất hữu ích trong một số trường hợp. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.